chấn động. Thầy Tử Vi báo trước năm sự thật về cuộc đời tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, vận trình thăng hoa, may mắn dồn dập, giàu sang sung túc, hưởng phúc lớn khi về già. Quý cô bác kính mến, theo quan điểm của người xưa cho rằng, mỗi người sinh ra đều mang mỗi số phận khác. Nhau có người làm việc chăm chỉ, nhưng sống rất vất vả và mệt mỏi, mà cuối cùng vẫn không đạt được thành tựu gì. Nhưng lại có người sinh ra trong gia đình giàu có, hoặc gia đình quan chức, thì dễ dàng đạt được những thứ mà người khác mong cả đời cũng không có được. Ngay ở nơi một người có những lúc dù rất cố gắng siêng năng, sự nghiệp vẫn không thăng tiến, nhưng có những lúc dù không cố gắng nhiều, sự nghiệp vẫn tiến triển vượt bậc. Và trong cuộc sống có những sự kiện may mắn hay xui xẻo, khi xuất hiện có thể thay đổi cuộc sống của ta một cách mạnh mẽ. Nó có thể gây ra hậu quả to lớn, vượt xa mọi khả năng phấn đấu của ta. Nhờ việc giải mã các cung và sao trên lá số tử vi, cùng với sự kết hợp của thiên tượng, địa lý, tượng số và dịch pháp, mà các thầy tử vi, các nhà chiêm tinh học có thể tiên đoán quá khứ, hiện tại và tương lai của một người, những thành công và thất bại trong từng giai đoạn, từ đó chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra, cũng như những cơ hội vận may mà người đó sắp được đón nhận. Và trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ về năm sự thật chưa từng được tiết lộ về tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ nếu có bất cứ câu hỏi nào về vận mệnh tài lộc của mình, thì hãy để lại lá số tử vi, ngày tháng năm sinh, giờ sinh trong phần bình luận ở dưới video này, để ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý cô bác trong thời gian sớm nhất và hoàn toàn miễn phí. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông để được cập nhật những video hay và hữu ích về tuổi của mình quý cô bác nhé. Ngay sau đây là luận giải chi tiết. Người sinh năm 1966 thuộc ngũ khí thủy, thiên hà thủy. Chữ thiên là trời, hà là dòng sông và thủy là nước. Nước từ trên trời rơi xuống tạo thành nước mưa. Vạn vật nhờ nước mưa mà tươi tốt. Bên cạnh đó nước mưa tạo thành sông, bồi đắp đất tạo nên môi trường sống cho cỏ cây, muôn loài. Tuổi Bính Ngọ được hộ mệnh bởi Phật ban phúc, Tỳ Sang Môn Bồ Tát, Phật ban trí, Văn Thù Bồ Tát, Phật hộ mệnh, Dược Sư Như Lai, Phật bảo hộ, Đại Thế Chí Bồ Tát. Mệnh tương sinh, mệnh mộc và mệnh kim. Mệnh tương khắc, mệnh quả và mệnh thổ. Nam giới, cung đoài, thuộc Tây Tứ Mệnh. Nữ giới, cung cấn, thuộc Tây Tứ Mệnh. Màu bản mệnh, xanh nước biển và đen. Màu tương sinh, y, trắng, tám. Màu kiên kỵ, vàng và nâu. Trong thiên can, tuổi Bính Ngọ tương hợp với Canh và Tân. Trong địa chi, tuổi Ngọ tam hợp với Dần và Tuất, lục hợp với Mùi. Theo niên mệnh, người sinh năm 1966 mệnh thủy, theo quy luật ngũ hành, kim sinh thủy và thủy sinh mộc. Vì thế tuổi Bính Ngọ 1966 hợp người, mệnh kim, mệnh mộc và mệnh thủy. Người mệnh thủy, Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu. Người mệnh kim, Nhâm Thân, Ất Mùi, Giáp Thìn, Quý Dậu, Tân Tỵ, Canh Tuất. Người mệnh mộc, Quý Hợi, Nhâm Tuất, Tân Hợi, Canh Thân, Tân Mão, Mậu Tuất. Trong công việc hợp với các tuổi Nhâm Tuất, Giáp Dần, Tân Hợi, Tân Sửu. Trong hôn nhân hợp với các tuổi Giáp Dần, Kỷ Mùi, Tân Hợi, Nhâm Tý. Xem hướng tốt cho người tuổi Bính Ngọ, giới tính nam nữ là một yếu tố dẫn đến sự khác biệt trong phong thủy bát trạch. Vì thế nam mạng và nữ mạng tuổi này sẽ có các hướng tốt khác nhau. Nam mạng, cung đoài, Tây Tứ Mệnh, hợp hướng Tây Tứ Trạch. Tây Bắc, sinh khí, làm ăn phát đạt, vạn sự như ý, giàu sang phú quý. Đông Bắc, duyên niên, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện hanh thông, con cái hiếu thảo. Tây Nam, thiên y, sức khỏe dồi dào, trường thọ, cuộc sống vui vẻ, mọi người yêu quý. Tây, phục dị, vợ chồng hòa thuận, cuộc sống ổn định, sự nghiệp phát triển. Nữ mạng, cung cấn, Tây Tứ Mệnh, hợp hướng Tây Tứ Trạch. Tây Nam, sinh khí, sự nghiệp thăng tiến, làm ăn buôn bán phát triển mạnh mẽ. Tây, phúc đức, cuộc sống vợ chồng viên mãn, con cháu ngoan hiền, thành đạt. Tây Bắc, thiên y, sống lâu trăm tuổi, hiếm khi có bệnh tật, đời sống an yên. Đông Bắc, phục dị, dưỡng phu ích tử, chồng con phát triển, sự nghiệp vững mạnh, gia đạo yên vui.
Để tránh những điều không may xảy đến thì cả nam và nữ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 cần tránh những hướng sau: Nam mạng, đông nam lục sát, nam ngũ quỷ, hướng đông tuyệt mệnh, bắc họa hại. Nữ mạng, nam họa hại, đông nam tuyệt mệnh, đông lục sát, bắc ngũ quỷ. Bên cạnh các màu hợp phong thủy và các hướng tốt giúp thu hút may mắn thì các con số sau cũng có thể mang lại tài lộc. Nam mạng nên chọn các số 6, 7, 8. Nữ mạng nên chọn các số 2, 5, 8, 9. Tổng quan tử vi cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 theo từng phương diện. Về tính cách, người tuổi Bính Ngọ có trực giác tốt, giỏi việc ăn nói và khả năng tự lập cao. Họ có thể uyển chuyển thích nghi trong mọi tình huống. Đặc biệt họ luôn nhìn mọi vật theo quan điểm tổng thể. Chính vì thế họ ít khi nhờ giả, mà chủ yếu tự dựa vào sức mình là chính. Đặc trưng cơ bản của người thuộc mệnh thủy đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức, hành thủy chủ trí tuệ. Khi xét về thiên can và địa chi, ta sẽ thấy can bính dương quả kết hợp với chi ngọ dương quả, tạo nên thế tương quả tương đắc, sản sinh ra những người có tài năng lớn. Do đó, tuổi Bính Ngọ không những thông tuệ mà còn hơn người, xuất chúng. Những người tuổi Bính Ngọ có tính cách, tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn, tuổi Bính Ngọ được biết tới với sự cống hiến không toan tính hay đòi hỏi được đền bù. Trong cuộc sống, những người tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng, họ có cống hiến lớn, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh nên họ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế, thâm tâm họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can bính, chi ngọ thuộc, quả và thổ, tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ cũng nhiều điều mâu thuẫn, rất khó lý giải. Về mặt tình cảm, người tuổi Bính Ngọ sẽ có cuộc sống tình cảm mỹ mãn nếu sinh vào tháng 8 và tháng 12 âm lịch. Còn nếu sinh vào tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 thì sẽ trải qua 2 lần thay đổi và sẽ là 3 lần đối với tháng 6, 7 và 11 âm lịch. Trong chuyện tình cảm, họ rất lãng mạn và cũng dễ bị tổn thương, vì thế nên tôn trọng yêu thương họ, nên quan tâm động viên tinh thần bằng cách nhẹ nhàng, tinh tế và mềm mỏng. Cho dù công việc có bận đến đâu thì họ cũng phải lên lịch cho mình và gia đình những chuyến du lịch hoặc hoạt động cố định để cân bằng và giải tỏa áp lực. Về mặt sự nghiệp, đường công danh của người tuổi này thời tiền và trung vận cũng khá long đong, vất vả. Tuy vậy, nếu cố gắng và kiên trì thì đến thời hậu vận sẽ sống trong giàu sang, sung sướng. Ngoài ra, cuộc sống của người tuổi Bính Ngọ sẽ tốt hơn nếu làm ăn lập nghiệp ở xa. Bính Ngọ là người có khả năng quan sát tài tình, nhất là trước những sự vật sự việc mới. Họ cũng có đầu óc kinh doanh khá nhạy bén và linh hoạt, luôn đưa ra những ý kiến độc đáo đối với công việc làm ăn hoặc vấn đề quản lý. Tính cách cởi mở và quyết đoán là hai yếu tố quan trọng dẫn đến thành công. Người tuổi Bính Ngọ có đời sống tinh thần phong phú, có lý tưởng cao đẹp và không sợ khó khăn, gian khổ. Họ thích được tự sắp xếp công việc của mình và luôn phấn đấu để có địa vị cao trong xã hội. Nếu được sao tốt tương trợ, họ có thể tạo dựng được sự nghiệp đáng kể. Ngược lại, họ khó có được cơ hội để phát huy tài năng của mình. Tuổi Bính Ngọ có tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý, một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn, dịch vụ giặt là, hoạt động nông nghiệp cũng là thế mạnh. Vì đóng góp cống hiến cho rất nhiều người nên thu nhập của họ cao. Tuy vậy, với bản tính thành cao, họ xem nhẹ tiền tài vật chất, không quan giả như những chú ngựa. Mà tuổi Bính Ngọ có tính cách và tâm hồn cao thượng, tinh tế và có cử chỉ tác phong nhã nhặn, khiến cho mọi người phải hài lòng và có ấn tượng tốt đối với họ. Những người tuổi Bính Ngọ có trách nhiệm trong công việc, dốc hết sức mình vào công việc. Tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng, có đóng góp rất lớn trong đời. Một số công việc họ phù hợp chính là giảng viên, nghệ sĩ, nhà tư vấn hay những nhà lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm, được cấp dưới nể phục. Vận mệnh cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ được biến đổi qua từng giai đoạn khác nhau, theo đó mà may mắn, hung hạn của bản mệnh cũng khác nhau. Từ 24 đến 26 tuổi, vào tuổi 24, cuộc sống có phần phát triển về tài lộc và những tháng 6 và tháng 8 sẽ có hoạch tài, thâu lượm được nhiều kết quả về nghề nghiệp. Tháng 12 hơi khó khăn một chút.
Ở tuổi 25 được khá tốt, tuổi này vào những tháng đầu năm thì tốt, làm ăn thâu lượm được kết quả, nhưng trong gia đạo bất an, những tháng cuối năm vẫn bình thường. Tuổi 26 không tốt vào những tháng Giêng và Hai, nhưng những tháng khác được tốt, từ tháng 8 trở đi làm ăn khá, tài lộc dồi dào, gia đình êm ấm. Từ 27 đến 31 tuổi, vào tuổi 27, chọn năm hoàn toàn phát đạt, tuổi 28, hay đẹp về đường công danh lẫn tài lộc, những tháng 5 và 6 đại kỵ đi xa, giao dịch tiền bạc sẽ mất. Năm 29 tuổi, toàn năm chỉ vào mức độ trung bình, việc làm ăn không được khá lắm, tuy nhiên về phần tài lộc và tình cảm được yên, không hao tốn và cũng không thâu nhiều lợi. Năm 30 và 31 tuổi, những tháng đầu năm của tuổi 30 có đại nạn, nên cẩn thận đề phòng trong sự giao thương và xuất hành vào những tháng đầu năm. Ở tuổi 31, toàn năm bình thường, mọi việc đều ở trong tình trạng bình thường mà thôi. Từ 32 đến 40 tuổi, năm 32 tuổi khá hay đẹp, những tháng cuối năm có thành công to, nên giao dịch, giao thương sẽ có nhiều lợi. Năm 33 tuổi, có thể làm ăn cũng được khá tiến triển, nhưng nên tránh vào những tháng 6, 7, nên cẩn thận trong việc giao du nghề nghiệp. Năm 34 và 35, được toàn vẹn, sự làm ăn chỉ vào mức độ trung bình mà thôi, hai năm này bạn có thể tăng thêm sự phát triển nghề nghiệp thì tốt. Năm 35 tuổi, kiên kỵ vào tháng 9, không nên xuất hành đi xa, hay có đau bệnh bất ngờ. Năm 36 và 37 tuổi, hai năm này có suy sụp đôi chút về vấn đề tài lộc hay tình cảm, có thể phát triển khả năng nghề nghiệp, nhưng nên đề phòng việc tiền bạc, coi chừng hao tài tốn của. Năm 38 và 39 tuổi, tinh thần bị dao động mạnh, gia đạo không được yên ổn như mọi năm, nên cẩn thận vào năm 38 tuổi, trong gia đạo có người bị đại nạn. 39 tuổi yên ổn hoàn toàn, năm 40 tuổi khá yên tĩnh về tâm trí cũng như về tài lộc, lẫn tình cảm gia đình. Từ 41 đến 45 tuổi, tuổi 41 thường hay đau bệnh có xung khắc và đại nạn vào tháng 10, để phòng tháng này có đại tang. Năm 42 tuổi và 43, không xảy ra việc gì quan trọng, trừ việc gia đình. Năm 42 tuổi có hao tài đôi chút. Năm 44 và 45 tuổi, khó khăn về tiền bạc, không nên đi xa, hay phát triển làm ăn vào hai năm này, sẽ bị thất bại, mà không thâu lượm được nhiều kết quả mình mong muốn. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này không có nhiều may mắn về nghề nghiệp, công danh, có thể làm ăn vào mức bình thường, không nên đi xa, hay giao dịch tiền bạc, sẽ bị mất trong những năm này, gia đạo bất an. Về tài lộc của người tuổi Bính Ngọ, kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc dượng, tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc dượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Bính Ngọ muốn có tài lộc tốt thì phải có kho giữ, không có kho không giữ được tiền. Vật cát tường lưu niên giúp tài lộc hàng năm thêm thịnh vượng cũng có vai trò rất quan trọng. Không cần biết đường tài lộc của bạn ra sao, trước tiên phải làm cho tài lộc lưu niên thêm vượng phát, ít phá tài. Trong cuộc đời người tuổi Bính Ngọ có rất nhiều thành công gian dội, cũng gặp phải không ít thất bại bẽ bàng. Vận thế tài lộc của họ cũng thăng trầm bất ổn tựa như vậy. Nếu đi theo con đường kinh doanh thì có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cuộc đời nhiều biến động nên nguy cơ tán gia bại sản cũng rất cao. Nếu lựa chọn con đường đầu tư sinh lời thì phải kiên định giữ chính kiến của mình, đừng nghe lời dư luận đảo điên mà lỡ dở thời cơ. Phải kịp thời nắm bắt cơ hội và có kế hoạch đầu tư hợp lý, có vậy mới có được thành công. Song phải luôn nhắc nhở mình về vận thế bất ổn, chỉ cần bản mệnh lơ là mất cảnh giác là có thể phá sản như chơi. Chính vì thế mà trước khi quyết định một chuyện lớn hay đầu tư vào lĩnh vực gì, cần suy xét kỹ càng và cân nhắc thật cẩn trọng. Ngày tháng năm sinh và giờ sinh có ý nghĩa thiêng liêng và vô cùng quan trọng đối với bất kỳ ai. Theo luật xem tử vi thì những người tuổi Bính Ngọ sinh vào ngày, giờ, tháng khác nhau sẽ có tính cách và vận mệnh khác nhau. Sau đây là luận giải tử vi về tháng sinh, ngày sinh và giờ sinh của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Vận mệnh tuổi Bính Ngọ qua các tháng sinh âm lịch. Sinh vào tháng 1, người sinh vào tháng Giêng, bản tính phóng khoáng rộng lượng, họ rất giỏi tạo dựng và duy trì các mối quan hệ, khi gặp khó khăn đã có bạn bè sẵn sàng cứu giúp.
sinh vào tháng 2. Đây là những người ưa thích cuộc sống thanh nhàn, không phải hơn thua với đời. Họ muốn được tự do theo đuổi những gì mình thích. Về số mệnh, bản mệnh được quý nhân phù trợ, hưởng phúc phần từ ông bà cha mẹ. Sinh vào tháng 3. Những người sinh vào tháng 3 âm lịch rất biết tính toán, đề ra chiến lược và nỗ lực thực hiện. Bởi vậy thành công đến với họ cũng nhanh chóng hơn người khác. Sinh vào tháng 4. Bản mệnh tự mình gây dựng cơ đồ, dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, nên ý chí vô cùng sắt đá, không dễ gì làm họ dao động. Họ biết cách tận dụng cơ hội làm ăn, tiền tài như nước, nhưng lại khó khăn trong việc tiết kiệm. Sinh vào tháng 5. Thời trẻ mệnh cách chịu vất vả ngược xuôi, bươn chải để kiếm sống và chứng tỏ năng lực bản thân. Khi về già thì sức khỏe tốt, được hưởng phú quý phúc phần bên bạn đời, con cháu. Sinh vào tháng 6. Con đường lập nghiệp của người này nhiều chông gai, phải đổi nhiều mồ hôi mới thu được trái ngọt. Do vậy bản mệnh cần kiên trì, theo đuổi mục tiêu đến cùng, sẽ nhiều khởi sắc. Sinh vào tháng 7. Những người này trí tuệ hơn người, dù vướng trở ngại nào cũng đều tìm được giải pháp gỡ bỏ. Trên đường công danh, mệnh chủ cần đề phòng tranh chấp, kiện tụng, làm ảnh hưởng tới uy tín bản thân. Sinh vào tháng 8. Tuổi Bính Ngọ sinh vào tháng 8, trí dũng song toàn đầy, đủ phẩm chất của bậc quân tử. Nhờ vậy mà họ được giao cho nhiều trọng trách, cũng như công việc, đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Sinh vào tháng 9. Người sinh vào tháng 9 thực sự có tài, nhưng không phải ai cũng biết vận dụng. Những người có trí cầu tiến vận mệnh cực kỳ sáng lạng, rực rỡ. Ngược lại, người chỉ muốn tựa vào người khác thì tài vận không bền. Sinh vào tháng 10. Cuộc đời những người này phải trải qua rất nhiều cung bậc thăng trầm. Họ không có quý nhân nâng đỡ, nên sự nghiệp muốn thành công phải biết chịu đựng cực nhọc, vất vả, đến cuối cùng sẽ được kết quả xứng đáng. Sinh vào tháng 11. Xét tổng thể vận mệnh người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 11 không có hoạn nạn nào nghiêm trọng. Tuy nhiên họ khá khó để tìm được bạn đồng hành, đồng nghiệp tương trợ. Sinh vào tháng 12. Khi đi học người này thường xuyên đạt thành tích tốt, có tư chất và nghị lực. Khi lớn lên thì vận mệnh thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, phúc trạch kéo dài. Vận mệnh tuổi Bính Ngọ theo ngày sinh âm lịch. Sinh vào ngày Tý. Người tuổi Ngọ sinh vào ngày Tý có tư duy tốt, năng lực vững vàng. Bản mệnh cần sẵn sàng tâm lý trải qua thử thách, đừng để ý đến miệng lưỡi thị phi mà tổn thương chính mình. Sinh vào ngày Sửu. Đây là ngày sinh tốt của người tuổi Bính Ngọ. Sinh vào ngày này bản mệnh phúc khí dồi dào cả đời, công danh sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió, nhân duyên tốt, gia đình hòa hợp. Sinh vào ngày Dần. Người sinh ngày này không có gian nan trắc trở gì quá lớn. Về cơ bản thì họ có vận may, có tài lộc, không phải phiền muộn về cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên mệnh chủ cần biết tự bảo vệ bản thân, đừng tin người mù quáng. Sinh vào ngày Mão. Số mệnh phú quý cát tường, ăn nên làm ra, thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên người sinh ngày này nên kiềm chế bản thân, biết nhẫn nhịn, đừng vì tranh chấp cãi cọ mà làm hỏng các mối quan hệ vốn có. Sinh vào ngày Thìn. Người tuổi Ngọ sinh ngày Thìn vận mệnh không được trôi chảy thuận lợi. Họ luôn phải không ngừng cố gắng, ứng biến linh hoạt, học thêm nhiều kiến thức kỹ năng mới thu được thành quả. Sinh vào ngày Tỵ. Vận khí hung cát đang xen, người này nên đi xa gây dựng cơ đồ thì mới được hiển hách. Cuộc đời đôi lúc gặp phải nguy nan, bệnh tật, nhưng không nguy hiểm. Sinh vào ngày Ngọ. Người tuổi Ngọ sinh vào ngày Ngọ có nhiều khả năng tiến thân trên đường quan lộ. Họ được tín nhiệm để nhận các trọng trách lớn. Gia đình đông con nhiều cháu, đều thông minh sáng láng, đoàn kết hòa thuận tương trợ lẫn nhau. Sinh vào ngày Mùi. Những người này lập nghiệp ở xa sẽ tốt hơn ở gần. Mọi sự thành công đều gian dội. Bản mệnh có ý chí phấn đấu và cạnh tranh mãnh liệt, hiếm có khó khăn nào làm họ chùng bước. Sinh vào ngày Thân. Những người này có xu hướng hướng nội nhiều hơn, không thích giao lưu nhiều mà muốn tự tạo nên thế giới của riêng mình. Vì thế tuy tiền tài dư dật, nhưng họ thường phải chịu cảnh cô đơn. Sinh vào ngày Dậu. Khả năng đầu tư của bản mệnh tốt, nhạy bén trong kinh doanh. Cuộc sống ít điều phải lo nghĩ, sầu muộn, giận cát nhiều hơn hung, nên sống một đời thư sướng. Sinh vào ngày Tuất. Người sinh vào ngày Tuất có năng lực xuất chúng, rất may mắn khi theo đuổi con đường thi cử, học thuật. Mệnh cách nên đề phòng kẻ tiểu nhân ngáng đường trong quá trình xây dựng sự nghiệp. Sinh vào ngày Hợi.
Bản mệnh thời vận thăng trầm, tiền tài lúc dư giả, lúc hao hụt, tuy đến cuối cùng vẫn được thành công, nhưng tốt nhất phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, chừa lại đường lui cho bản thân. Vận mệnh tuổi Bính Ngọ theo giờ sinh. Sinh vào giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ đêm. Người sinh vào giờ này thường phải tự mình gây dựng cơ nghiệp, thành công đến với họ nhờ vào ý chí, năng lực mà ít có sự may mắn ngẫu nhiên. Sinh vào giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ đêm. Số mệnh những người này rất viên mãn tốt đẹp, được hưởng cuộc sống thảnh thơi, phú quý, dù gặp trắc trở nào họ cũng có thể dễ dàng vượt qua. Sinh vào giờ Dần, từ 3 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Cuộc đời bản mệnh trải qua nhiều cung bậc cay đắng ngọt bùi, tài vận lên xuống không ngừng, đến cuối cùng mọi sự đều thành, được an nhàn hưởng phúc, đường công danh chắc chắn lâu dài. Sinh vào giờ Mão, từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Nhìn chung tuổi Bính Ngọ sinh vào giờ Mão vừa có phúc vừa có lộc, gia đạo yên ấm, con cháu hòa thuận quê quần, bản mệnh chỉ cần chú ý lời ăn tiếng nói để ngăn ngừa họa thị phi. Sinh vào giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Người sinh giờ này cần nỗ lực gấp nhiều lần người khác. Từ lúc trẻ bản mệnh đã phải tích cực học hỏi, rèn luyện, vạch ra kế hoạch rõ ràng mới thu được kết quả tốt đẹp. Sinh vào giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ trưa. Vận số phái chịu nhiều vất vả, tiền tài danh lợi đến với họ không hề dễ dàng. Họ cũng ít được nghỉ ngơi, thư nhàn mà phải kiêm nhiệm nhiều công việc. Sinh vào giờ Ngọ, từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều. Người tuổi Bính Ngọ sinh giờ Ngọ thì thường đường đời viên mãn, thân thể khỏe mạnh, họ làm việc gì cũng được mọi người giúp đỡ, kết hợp với sự nhanh nhạy thông tuệ vốn có nên mưu sự tất thành. Sinh vào giờ Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ chiều. Dù là đường công danh hay kinh doanh buôn bán, bản mệnh cũng đều được hanh thông thuận lợi, vì thế mà nên biết rằng bằng lòng và hạnh phúc với những gì mình có, đừng có bất chấp mạo hiểm. Sinh vào giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ chiều. Những người này thường được nắm giữ chức vị cao, là người cương trực thẳng thắn, tuy nhiên cứng quá thì dễ gãy, bản mệnh nên hạn chế sự cứng nhắc bảo thủ. Sinh vào giờ Dậu, từ 17 giờ chiều đến 19 giờ tối. Đây là những người có đầu óc thông minh, hiểu biết sâu rộng, được mọi người kính trọng, về đường hôn nhân mệnh chủ cũng tìm được người bạn đời hòa hợp, yêu thương gắn bó hỗ trợ nhau. Sinh vào giờ Tuất, từ 19 giờ tối đến 21 giờ tối. Người này có phần thích hợp với văn chương nghệ thuật, hơn làm ăn buôn bán, bản mệnh cần đề phòng kẻ xấu lợi dụng, quấy rối, để phá đám trục lợi. Sinh vào giờ Hợi, từ 21 giờ tối đến 23 giờ tối. Tuổi Ngọ sinh vào giờ Hợi tuy gặp một số bệnh tật, nhưng đều được phù hộ tai qua nạn khỏi, về già thì cuộc sống sung sướng ít phải lo nghĩ hơn. Dân, quý cô bác kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về Sự Thật Chấn Động, cuộc đời tuổi Bính Ngọ. Sinh năm 1966, vận trình thăng hoa, may mắn dồn dập, giàu sang sung túc, hưởng phúc lớn khi về già. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ đón nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.